Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Porsche Cayenne được xem là dòng SUV đáp ứng tối đa phong cách thể thao, mạnh mẽ cho khách hàng đam mê tốc độ, trải nghiệm một tầng đẳng cấp cao hơn trong thế giới xe. Porsche Cayenne nằm trong phân khúc xe SUV thể thao hạng sang có 5 chỗ ngồi. Cayenne không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe BMW X6, Mercedes GLE, Land Rover Range Rover Sport, Lexus RX, Infiniti QX7 mà còn cạnh tranh với những mẫu xe tính năng cao mạnh mẽ như BMW X6M, Mercedes AMG GLE 63. Cayenne phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản, đó là phiên bản Cayenne tiêu chuẩn, Cayenne S, Cayenne GTS, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo GT. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Porsche Cayenne phiên bản S. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, màu đen nội thất màu kem full option. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá hơn 4 tỷ đồng. Chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.